Đi hả? Không đi được đâu. Từ tan học trời đang rất là nắng nha. Mà trường không cho đi được đâu con. Trường dì Dung không cho lên được đâu. Là con ấy nha. Mọi người rất là đông. Nghe chưa? Ở nhà với mẹ một tí. Mẹ đón chị mẹ về liền nha. Cầm mũ ở nhà cắt đi nha. Cầm mũ ở nhà cắt đi mẹ. Mẹ thương, mẹ thương nè nha. Nha. Ở nhà nha con. Mẹ đi đón chị tí mẹ về liền với con nha. Ừ. Chị về chơi với con nha. Nào. Nào. Không muốn đi á? Không được. Đi vào cắt mũ ở nhà một tí. Trường thì Dung không cấm không cho lên được. Rất là đông con sẽ bị lạc nữa. Nguy hiểm lắm nha. Mà trường đang rất là nắng. Mình xuống đi nào. Đây nè, xuống đi nha. Đi dọn. Cắt mũ đi con, lấy vào cắt mũ đi nha. Giỏi. Ở nhà cho mẹ nha.